Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của báo Tiền Phong. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cận cảnh mở năm hàng trăm hộp nước táo xay bên trong chứa 179 kg ma túy. Xe điên đâm tử vong nhiều người ở trung tâm thủ đô Seoul. Cristiano Ronaldo tiết lộ về tương lai sau trận đấu với Slovenia. Mở đầu bản tin là phần tin vắn trong nước đáng chú ý. Sau hơn 3 ngày nỗ lực triển khai công tác cứu hộ, Dạng sáng mùng 2 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong hàng tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn ra ngoài. Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30 tháng 6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, xảy ra vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép khiến hai người đàn ông bị mắc kẹt trong hàng. Ngay trong đêm 30 tháng 6, lực lượng cứu nạn đã đưa được ông Triệu Văn Xuân ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Cạn để cấp cứu. Sau nhiều ngày huy động lực lượng tiến hành giả soát xác minh, đến khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 6, tại khu vực số 5 đường Phú Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng, lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hồ Hùng sinh năm 1994 ở Nghệ An và Hà Văn Khương sinh năm 1994 ở Tuyên Quang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tam vật thu giữ gồm 60 thùng hàng, bên trong có 1.440 hộp nứt táo xay bằng kim loại. Qua kiểm tra phát hiện, 450 hộp có giống ma túy, tổng khối lượng gần 179 kg. Ngày 2 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Việt Trì, Phú Thọ cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Hùng về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Lê Xuân Hùng đã dùng một đoạn dây đánh nhiều lần vào người con của bạn gái, khiến nạn nhân bị nhiều vết xây sát bầm tím trên cơ thể. Trường quốc tế Mỹ Việt Nam bị đình chỉ 12 tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Sau thời gian trên, nếu trường không khắc phục được sai phạm thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng phương án giải thể trường. Theo báo cáo của trường, từ tháng 4 đến nay, có 134 phụ huynh đã chuyển trường cho con. Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giả dạy chương trình nước ngoài và trường quốc tế Việt Úc để thống kê năng lực tiếp nhận, có chính sách hỗ trợ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Liên quan đến vụ cháy trung cư mini khiến 56 người chết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật xóa tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Ông Thái là người đã cấp phép xây dựng cho công trình ở số 37 ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Địa điểm xảy ra vụ cháy làm 56 người chết hồi tháng 9 năm 2023. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang diễn ra khi đề cập đến vụ cháy trung cư mini 9 tầng xây sai phép ở quận Thanh Xuân Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân sâu xa gây hậu quả 56 người chết là do vấn đề liên quan đến xây dựng. Theo ông Tùng, phải lật lại hồ sơ từ năm 2015, từ đó cơ quan công an mới khởi tố chủ đầu tư, đồng thời xem xét điều tra tổng thể vụ cháy như một con rết. Ông Tùng cho rằng, trong giai đoạn trước đây, nếu xây đúng phép thì chắc chắn không để xảy ra hậu quả như sau này. Trong giai đoạn tiếp theo, mặc dù không để xảy ra cháy, nhưng trách nhiệm, quy định về phòng cháy chữa cháy vẫn phải làm, phải triệt tiêu những sai phạm của giai đoạn xây dựng cơ bản. Từ đó, theo ông Tùng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã đưa ra bản cân để xử lý trách nhiệm những người liên quan. Chuyển sang phần tin quốc tế và thể thao. Bão Berin đã tăng cường sức mạnh và tốc độ hôm 1 tháng 7 khi di chuyển ở vùng biển Caribe với sức gió lên đến 210 km h Theo ABC News, đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay. Berin cũng là cơn bão cấp 4 sớm nhất ở Đại Tây Dương từng được ghi nhận. Kỷ lục trước đó thuộc về bão Dennis trở thành bão cấp 4 ngày 7 tháng 7 năm 2005. Thủ tướng Barbados Mia Amomotli đã thúc giục người dân cảnh giác cao độ trước cơn bão. Ít nhất 9 người thiệt mạng và bốn người khác bị thương khi một chiếc ô tô đâm vào người đi bộ ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương. Chiếc ô tô do một người đàn ông 68 tuổi điều khiển đã lao vào những người đi bộ đang chờ tín hiệu giao thông. Tài xế cho biết chiếc xe tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn. Theo kiểm tra ban đầu, ông này không say rượu. Trả lời báo giới sau trận đấu với Slovenia, Ronaldo đã xác nhận sẽ không tham gia kỳ Euro tiếp theo được tổ chức tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là giải vô địch châu Âu cuối cùng của tôi. Tuy nhiên, tôi không suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Tôi luôn thể hiện niềm đam mê trước bóng đá, dành sự quyết tâm cao nhất đối với mỗi trận đấu. Thật tuyệt vời khi được gặp những người ủng hộ và gia đình. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang trải qua một mùa giải Euro 2024 không như kỳ vọng. Ronaldo đã dứt điểm tới 20 lần nhưng không ghi được bàn thắng nào. Anh là cầu thủ sút nhiều nhất tại Euro năm nay mà chưa thể có pha lập công đầu tiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.